Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình chỉ các bạn lập trình may cái tai nhỏ nhỏ các bạn đấy, đúng không? May cái tai nhỏ nhỏ đấy, tai nhỏ xíu đó. Chỉ các bạn lập trình máy Bluetooth Bass 300E. Đây các bạn thấy không? Thứ nhất chúng ta bật nguồn điện lên. Đấy, nguồn điện nó lập tức nó sẽ sáng. Rồi lần thứ hai chúng ta sẽ bật cái bảng điều khiển. Chứ cái máy này mỗi một cái nó đều có một cái bảng điều khiển, tùy theo dòng máy. Máy của mình là Bluetooth Bass 300E nhé, là hãng này, hãng loại này là E này. Đó. Bước thứ hai chúng ta bật chữ P, bật chữ P để cho cái bảng điều khiển nó sáng lên này. Các bạn thấy không? Đây. Thì lập tức máy nó sẽ hoạt động. Bạn nhìn thấy nhá. Đó, đây. Bảng điều khiển nó sẽ sáng lên này, bạn thấy không? Rồi. Xong chúng ta sẽ ấn enter. Đây, ấn enter này. Ấn enter này nha các bạn nhá. Đó. Nó sẽ về vị trí như này. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ được điều khiển này. Mình ấn cái chữ này nó sẽ đi ngang này. Ấn cái này đi về này, ấn cái này về này, ấn cái này nó về thả về đằng trước, ấn cái này về nó lùi lại nhá. Đây bây giờ chúng ta sẽ muốn chỉnh cái máy, nó đang vị trí này đúng không, đang vị trí ở giữa này. Đó, mình muốn di chuyển nó ra đây thì mình sẽ phải ấn để cho nó di chuyển ra này, các bạn thấy không? Nè, đó, máy đang đi đấy. Ta ấn để nó di chuyển ra chỗ đó, các bạn thấy không? Ra chỗ đó xong rồi mình lại phải ấn cái này xuống để mình chỉnh cái kim ấy, nó sẽ xuống sát để mình căn cho nó dễ, các bạn thấy không? Rồi. Căn cho nó dễ. Rồi. Xong rồi thì bắt đầu mình sẽ đưa cái kim này, nó sẽ về đúng cái vị trí của mình đây, để mình muốn chỉnh nhá. Bật cái đèn cho nó sáng không, đúng rồi. Đây các bạn thấy này, mình sẽ chỉnh đúng cái kim này, nó sẽ về vị trí. Đấy. Đấy. Về cái vị trí mình muốn bắt đầu chỉ mình may sang, về đến đấy rồi, xong rồi chúng ta cái bảng điều khiển này chúng ta bắt đầu lại chỉnh tiếp này. Bạn sẽ ấn enter tiếp. Này. Đây. Bạn sẽ ấn enter tiếp. Rồi ok. Xong mình sẽ chọn cái, đây là đường may thẳng nhé các bạn. Đây là đường may thẳng này, đường may cong này. Đường vòng vèo đấy, còn đường này đường tròn nhá. Đây là đường góc, đây là các góc các bạn này nhá. Cái chữ này là các góc này, đấy. Mình ấn enter tiếp là mình chọn cái đường may thẳng. À. Đây là đường may thẳng nha, mình sẽ ấn enter tiếp. Rồi. Bây giờ nó đang ở 2, đang ở số 2 thì mình may, bây giờ số 2 nó ngắn, chỉ ngắn quá, mình cho số 4, thì số 4 này. Đấy. Rồi các bạn, đây các bạn số 4 thì bây giờ mình phải cho xuống này, đây là số 4 này. Này. Mình muốn chọn thì mình chọn đây là số 4 đúng không? Mình ấn số 4 này. Rồi. Bên này mình sẽ chọn số 0, tức là 4.0. Rồi ok. Mình chọn xong mình sẽ ấn tiếp chữ enter tiếp. Rồi, đấy. Bây giờ nó sẽ đây đường này là đường may chỉ thẳng luôn này. Bắt đầu mình sẽ chỉnh may chỉ thẳng nhé các bạn. Đây. Mình để này cho các bạn coi này. Đây cái chữ đường này là mình sẽ ấn thẳng này. Mình chỉnh xong mình sẽ ấn enter một lần nữa các bạn nhá. Rồi ấn enter lần nữa. Xong mình sẽ chỉnh nó thẳng thế này các bạn này. Thấy nhá. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ đi thẳng sang vị trí bên này. Rồi. Rồi đến đó, đúng không? Đến đó mình lấy cái mí tùy theo mình xích may mí to hay mí nhỏ nhá. Đó thì mình may mí tầm này là vừa rồi. Mình ấn enter tiếp các bạn này. Mình sẽ đến đấy rồi mình ấn enter tiếp. Rồi xong. Ấn enter xong chúng ta sẽ đưa nó đến địa điểm này. Đấy. Đây, mình sẽ đưa đến điểm này các bạn này. Đây. Điểm này đúng không? Đấy các bạn thấy không?
đến điểm này, đó, đến này là điểm này xong. Chúng ta ấn Enter tiếp. Rồi xong chúng ta ấn cái này, nó sẽ trở lại. Trở lại mà chúng mình muốn may đường cong đó, thì mình sẽ chọn ra đường cong. Thì mình ấn cái đường này này, mình ấn ra đường cong này, đúng không? Rồi mình ấn Enter tiếp. Đây các bạn nhé. Đấy, nó sẽ hiện đường cong này các bạn thấy không? Đây, cái này đường cong này. Mình ấn Enter tiếp. Rồi bắt đầu mình chỉnh nhá. Bắt đầu mình cho nó đi này các bạn này. Này mình cầm hơi khó, mình sẽ được rồi. Cái này mình cái là mình phải chỉnh hai tay các bạn ạ. Nếu mà hai tay thì đi nó mới dễ, còn nếu một tay thì đi mình chỉnh một tay nó hơi khó. Nhưng thôi mình cứ cố gắng mình chỉnh một tay xem sao. Đây cái này mình để gần đây mình chỉnh bằng một tay đi nhá. Đây. Bạn sẽ ấn Enter đi để cho nó giữ lại đúng không? Rồi mình sẽ đi đường vòng tròn này. Đó. Rồi xong, đến vị trí giữa bắt đầu thì mình sẽ ấn Enter lần nữa. Rồi mình đi vòng sang đây mình ấn tiếp nha, nó sẽ lưu lại. Mình lại chỉnh tiếp. Tiếp theo mình cứ chỉnh theo mũi tên này, này các bạn này, cứ chỉnh theo mũi tên này. Mình cứ chỉnh từ từ thôi, cái đường này nó góc, mình chỉnh rất khó nên mình cứ chỉnh từ từ thôi. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh về đường đấy xong đúng không? Mình sẽ ấn Enter tiếp. Rồi nó lưu lại các bạn nhé, ấn nó lưu lại này. Rồi ok xong. Xong cái chúng ta sẽ ấn cái này trở lại này, ấn trở lại tiếp. Rồi. Mình lại chọn về mức chỉ đường chỉ thẳng nhá. Đó, mình ấn Enter tiếp. Rồi. Mình lại ấn thêm cái nữa. Bắt đầu mình chỉnh lên, mình sẽ chạy lên đây. Giờ các bạn cứ đi thẳng lên thôi. Đơn giản lắm. Thấy không? Mình cứ đi thẳng lên thôi. Rồi, đến cái vị trí đầu tiên ấy. Đó đến đấy mình ấn Enter tiếp này. Rồi xong mình chỉnh quả chỉnh qua bên này tiếp để cho nó lên lại mũi qua này đấy là phải ấy đó. Rồi mình ấn Enter xong mình cho nó lùi lại một vài mũi nữa cho phải phải tụt chỉ lên đấy. Rồi, qua đây luôn đi, nó chặt chỉ được 3 lần đi. Rồi xong, vậy là xong các bạn. Xong cái mình phải nhấc chân vịt lên. Đó, nhấc cái kim lên nhé, nhấc cái kim lên để cho nó khỏi đụng vào. Xong rồi đúng không? Bắt đầu chúng ta lưu lại. Bây giờ chúng ta đã lập trình xong đúng không? Lập trình xong bây giờ mình sẽ chỉ cách các bạn lưu lại. Xong các bạn đã ấn Enter xong rồi đúng không? Đấy, mình sẽ ấn cái này này ngược lại này. Rồi ấn hai cái ngược lại nhá, ngược lại đúng không? Đấy, xong các bạn ấn xuống cắt chỉ. Đây là cái bên dưới này là cắt chỉ này các bạn này. Đó, mình ấn xuống mũi tên này. Mũi tên mình đưa xuống này các bạn này, mũi tên nó mình ấn cái mình ấn cái này nhá để cho nó xuống cái đường cắt chỉ này. À, đó đúng rồi, ấn vào cắt chỉ xong mình ấn Enter này. À, đó rồi xong. Xong một cái các bạn ấn tiếp. Đó đúng không, ấn rồi tiếp xong các bạn ấn cái này đúng không, nó sẽ chọn vẫn chọn vào cái cho đường số đường chỉ chạy này, nhưng mà mình đừng ấn này nữa, mình đừng ấn Enter đó mà mình ấn cái này nó sẽ về vị trí ban đầu này các bạn nhìn này. Mình ấn cái này nó sẽ vào vị trí bắt đầu nha. Các bạn qua nha. Đấy, thấy không? Đấy. Cái máy của mình nó sẽ trở lại về cái vị trí đầu tiên. Về vị trí đầu tiên, cái trong này nó có số thẻ các bạn nhìn thấy không? Nó có phần số thẻ cài đặt rất là nhiều chức năng. Nên chúng ta lại ấn cái này chuyển qua cái số ấy này. Đây này. Ấn rồi nhá. Đây, mình sẽ trở lại cái chỗ thẻ này. Đó, ấn vào đấy thằng chỗ đã ấn Enter. Ấn Enter một cái nữa. Rồi. Rồi, xong. Xong cái chúng ta sẽ lưu vào thẻ, đây là cái thẻ đúng không? Chúng ta sẽ lưu vào thẻ này.
đấy, chúng ta phải gạt đây ra này. Đấy, các bạn thấy. Đấy. Đấy. Mình ghi vào thẻ. Đấy đúng không? Nó sẽ vào cái chỗ thẻ, mình ấn enter. Rồi xong. Đây bắt đầu nó sẽ hiện lên con số này. Mình muốn đặt con số nào đặt tùy theo cái bảng này này. Ghi từ con số 0 đến con số 9 này. Như thường thường mình đặt từ số 1, số 2, số 3, số 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó, đúng không? Ví dụ bây giờ mình đặt, mình chọn con số 2 đi. Ấn số 2 nhé. Ấn con số 2 rồi. Đây con số 2 các bạn thấy không? Con số 2 đang hiển thị trên này các bạn thấy không? Đó, như cái dấu hỏi đấy, dấu hỏi nó mất đi. Các bạn nhìn vào đấy, con dấu hỏi mất đi ấy. Xong, chúng ta phải ấn enter tiếp lần nữa. Ấn enter lần nữa rồi xong. Một chút nữa nó sẽ hiện đây này. Một chút nữa nó sẽ hiện cái màn hình của mình đây, nó lên con số 2 đây này. Các bạn chờ một chút nào. Đó đây không? Nó hiện con số 2 có nghĩa là nó đã lưu xong, đúng không? Cái này nó đã lưu xong vào bộ nhớ, đúng không? Đấy, nó đã lưu xong nhé. Xong hết mình nó xong rồi, nhưng mà mình sẽ ấn cái này tiếp để cho nó lưu vào luôn, cho nó giữ lại được nhé. Các bạn ấn này. Rồi xong. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành tắt máy. Trước khi mình tắt ấy, là mình tắt bằng điều khiển trước. Mình tắt chữ P này trước này. Rồi. Tắt, đúng không? Nó tắt mình xong. Xong một cái các bạn sẽ tắt cái này. Tắt máy. Rồi, và mình sẽ rút cái này ra. Đúng không? Đó. Mình rút cái này ra xong ấy. Thì các bạn muốn thử máy ấy, thì mình thử luôn. Bắt đầu mình lại bật máy lên này. Bật máy lên này. Đó, thấy không? Đấy, bật máy lên nó đang con số 140. Bây giờ mình không muốn may tốc độ 140 thì mình cho cái số, mình ấn một tay ấn đây và một tay ấn đây, mình cho số nó 90 thôi, hiểu không? À, mình cho số 90 thôi. Mình may từ từ thôi. Đấy, hoặc các bạn muốn thử máy ấn vào cái này, một cái này ấn nó hiện màu xanh lên, đúng không? Là chúng ta thử xem là nó có chạy được không, hiểu không? Đấy, để mình tắt đèn đi này. Đây nhá. Vị trí này bây giờ mình muốn thử máy, đúng không? Đơn giản lắm, bạn ấn và nó sẽ vào ra cho thử đó, thấy không? Đấy các bạn thấy không, nó tự chạy nó thử luôn. Mình thử xem là cái mí của mình có được không. Đó, mình chỉnh nó ok chưa đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình chỉnh nó ok chưa đấy, nó mình chỉnh vậy, mình cứ thử đi lại mấy lần nào, thấy không? Đấy, rồi xong, thấy không? Đấy, nó lại, bây giờ mình thích mình lại dập tiếp cho nó may thử đấy. Nó đi trang vòng tròn luôn, các bạn thấy không? Đó. Đấy, mình cứ cho nó thử nó chạy tùy theo mình thích này. Giờ mình may cho các bạn thử coi cái nha. Xong mình cho cái tai vô. Đây, lấy cái tai này này. Mình lấy cái tai mà cho vô này. Lúc mình bay mình phải giữ. Đấy, chúng ta cho tay vào rô này. Đó. Đấy, các bạn sập TV nó phải giữ tay đây chút này. Đó. Mình nhìn thấu tay mình phải giữ và mình may. Đó, các bạn thấy không? Đó. Nó hơi lỏng xỉ, mình siết cho nó chặt này. Đó. Đấy các bạn thấy không? Cái này mình mới lập trình xong rồi. Đấy, các bạn thấy không? Cho các bạn may xem cái tài không? Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đây, tầm này nó ấy là xa này. Đấy, các bạn nhìn. Đó. May ok luôn. Mình đã đặt vào may thôi. Các bạn cứ đặt khít ở đây là mình may ok rồi. Đấy, cái tai mình cho đồ mình may này. Đó, thấy không? Cái tai này. Đấy nha, bạn thấy không? Bạn thấy không? Đấy đúng không? Tai này giờ mình không có dán, nhưng mình phải giữ tay để tay đây này. Đấy, mình bắt đầu mình may. Đó, các bạn thấy không? Đó. Ok liền. Đây. Chỉnh rất thì là dễ thôi, nếu mình biết cách mình chỉnh rất nhanh, đó. Nó chỉ mấy phút rồi các bạn, như mặt ấy là
đây mặt trái này và đây mặt phải, các bạn thấy không? Đó, thấy không, bạn nhìn chỉ đeo không đó. Đấy, trái phải mình chỉnh này là nó dễ lắm, thấy các bạn thấy không, cực đẹp luôn. Rồi mình cái màu này nó màu đen, nó màu đen nó nhìn không rõ lắm, nhưng mình sẽ may sang màu khác thì các bạn coi luôn, sang màu đỏ. Các bạn chờ mình chút nhá, để mình thay chỉ may màu đỏ cho các bạn coi luôn nhá. Giờ mình may cái màu đỏ cho các bạn coi nhá. Những cái này mình lập trình xong rồi thì đưa vào mình may rất là nhanh, không phải căn đâu. Đấy, đã lập trình may xong rồi là rất là nhanh. Nhấc cái tai vào làm ai thôi. Cái khuôn này mình làm bằng bìa để cho nó rẻ, cái khuôn này bìa làm rất là rẻ, nhanh không lâu, các bạn thấy không, rất tiện lợi. Mình mà đặt lên một cái máy bàn ở đằng dưới này mà may ấy, nó lâu lắm, nó không có đẹp bằng như cái máy lập trình. Mình lập trình, mình đã lập trình xong rồi mà đặt lên may đó, dễ lắm, ai may được đấy. Thằng này nó may được bình thường mà. Nếu mà cái tai này ấy, tai này bảo để nó lên may cái máy bước ấy là không may được, nó phải căn. Nhưng cái nếu mà để vào máy lập trình may rất là dễ. Tắt cái đèn đi cho nó sáng rõ hơn, lúc mình quay ấy, bật cái đèn nó khó nhìn. Cái đèn hai cái chỗ này bằng nhau, với góc này bằng nhau là ok rồi, dưới đít không cần thiết, dưới đít dán thì nó phải bong lên thôi. Đấy các bạn nhé. Các bạn thấy được không? Nếu các bạn quan tâm thì các bạn đăng ký kênh cho mình, ủng hộ mình. Đấy, để mình ra nhiều cái video nó hay hơn. Về phần máy móc, máy may mới biết. Đây mình nguyên dàn máy tự chỉnh, tự may hết. Rất là dễ, đó. Nhanh lắm. Nhanh cực kỳ luôn. Mình quay về này cho các bạn coi này. Đấy. Mày quay lại cho các bạn coi. Đây mình là ra lắp vào cái khuôn xong rồi mình đưa lên máy. Vậy nhá, thôi chào các bạn nhá.